tới lúc này rồi ngươi còn quan tâm cô ta như vậy? Trừ phi hai người thực sự có gian tình. Vừa nhìn là biết có mùi của Bùi Dương Thiên đứng phía sau rồi. Làm sao ngươi biết chứ? Sao mà ta lại không biết? Hắn dùng một tay ta giải ra đó. Công chúa, trong trà có độc. Xuân Đào to gan, người dám quỳ hiếp công chúa sao? Tiết gia mưu phản, cả nhà đã bị xử trảm. Cho dù ngươi muốn báo thù thì phải nhắm vào trẫm chứ. Thái Bình là người vô tội. Cô ta vô tội sao? Nhưng Tiết gia bị quỷ diệt chính là do mẫu hoàng cô ta gây ra. Do các người quá ngu xuẩn, chỉ cần Thái Bình chết đi, bệ hạ sẽ đau lòng không muốn sống nữa. Võ Du Kỳ sẽ khó tránh khỏi tội chết. Những kẻ thù của Tiết gia đều phải chịu nỗi đau diệt vong. Trước giờ công chúa chưa từng phản bội Tiết Thiệu. Nàng ấy yêu hắn rất nhiều. Kẻ dư thừa nhất chính là ta. Phò mã, mau bắt lấy. Dạ. Phò mã. Đừng mà. Phò mã. Phò mã. Hạ Lang Quân. Ừ. Cũng may là có người cơ trí dùng bồ câu đưa tin cho trẫm. Trẫm sẽ ghi nhớ trong lòng. Đây là việc Di Thần nên làm. Ta đã dâng tấu sớ lên cho bệ hạ, điều ta tới Ký Châu. Vậy khi nào thì huynh trở về? Có lẽ sẽ không bao giờ trở về nữa. Tỷ không trân trọng huynh ấy, tỷ nhất định sẽ hối hận. Mẫn Tuệ à, đừng như vậy mà. Bùi đại nhân y thuật cao siêu, chỉ cần một mình ngài ấy cũng đủ rồi. Về việc này thì không đơn giản như ngươi nghĩ. Một mình Bùi Dân Thiên thì ứng phó không được. Bùi đại nhân, ngài nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt mà ta ban cho ngài đó. Không chỉ có dung, ta còn cho cả đuôi bò cạp, chân con rết, mắt ruồi, trứng ấu trùng, còn thêm một chút ốc sên nữa. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu thư. Con của ta, con của ta không quay về nữa rồi. Không thể tìm thấy rồi. Phu nhân à, ta sẽ không từ bỏ đâu. Trương tiểu thư bị mất tích sao? Đúng vậy, đó chính là nguyên nhân phu nhân của ta hay gặp phải ác mộng. À, ta hiểu rồi. Đôi cẩu nam nữ các ngươi ngấm ngầm hại ta đúng không? Ngươi phải nhớ cho kỹ, lúc cần thiết nhất thì không nên từ thủ đoạn nào. Không cần đại nhân chỉ dạy, ta đã hiểu rồi. Hạ Lang Quân đã cứu ngươi một lần, nhưng mà ngươi cũng đừng quên, bên cạnh nữ hoàng bệ hạ chỉ có duy nhất một danh y. Có ngươi sẽ không có hắn, có hắn sẽ không có ngươi. Cô muốn ta tìm một tiểu cô nương mất tích 18 năm nay trong biển người này, ta tìm ở đâu bây giờ? Trên người con gái ta có một cái khóa vàng, trên đó có khắc tên và ngày sinh của nó. Chơi với ngươi không có gì vui, ta không muốn chơi với ngươi nữa. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải đi khỏi thành Lạc Dương. Đi giùm đi.